với kênh ẩm thực Gò Công quê tôi. Hôm nay mình làm cái món đùi gà mà để mình kho tiêu á cả nhà. Cái món này cũng làm rất là gọn. Thì ở đây mình chuẩn bị cho 200g đùi gà, núm đùi gà để mình làm cái món chay ăn á cả nhà. 200g núm đùi gà, 2 muỗng canh nước tương, muỗng canh đường cát, nửa muỗng cà phê súp cà no, nửa muỗng phê tiêu với ít muối. Ở đây có ít tương ớt. Thì mời cả nhà vào bếp với mình nha. Thì bây giờ cái núm này mình xé nhỏ ra ha cả nhà. Thì núm mình cũng cắt xong rồi đó nha. Bây giờ mình đem ngâm để mình rửa ha. Giờ mình cho chút xíu muối vô ha. Đổ nước mình ngâm chút xíu rồi mình rửa. Thì núm nãy giờ mình cũng ngâm nè cả nhà, mình ngâm muối cũng 10 phút á. Giờ mình bóp ha. Mình bóp mình rửa cho nó sạch sẽ. Lửa mình vắt khô cả nhà, vắt cho nó khô ráo vậy ha, vắt cho nó thiệt khô đi. Giờ mình đi bắt dầu lên mình chiên. Mình chiên cho nó vàng vàng mình có ăn nó ngon nữa cả nhà. Nếu mà gà thì mình kho tiêu cho nó ngon đó. Mình ăn chay. Giờ mình vớt cái núm này ra ha cả nhà. Bây giờ mình cho ít lại dầu vô chảo ha. Mình bật lửa lên cho nó nóng nè. Dầu nóng rồi mình cho tỏi vô. Tỏi nó vàng mình tắt lửa ha cả nhà. Lửa thì mình cho tất cả đường, muối, súp cà no nè, với tiêu mình cho hết vô. Cái tương vô luôn. Cái phần tương ớt thì mình cho hết vô luôn ha. Bây giờ mình bắt lửa rồi, mình cho lửa nhỏ này ha. Lửa nhỏ thì mình đánh ra cái này nó tan. Cái đường, súp cà no, muối thì nó tan hết rồi. Cái hỗn hợp này bây giờ nó cũng tan hết ra rồi cả nhà. Rồi mình cho cái núm mình chiên nãy nè, cho vô hết ha. Cái này mình ăn với cải luộc, rau luộc ngon. Thì giờ mình cũng tới đây cũng xong rồi cả nhà. Mình nêm nếm lại cái khẩu vị của gia đình mình ha. Nếu mà có mặn lạc thì mình nêm nếm thêm. Thì với mình thì như đây là nó cũng vừa ăn rồi đó. Vậy là xong rồi đó cả nhà. Núm đùi gà các bạn. Mình làm cách này mình kho ăn rất là ngon nè các bạn. Ăn với cải luộc ha. Thì ở đây mình cũng đã chia sẻ với các bạn. Yeah.